ra đường làm nhiệm vụ. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được lãnh đạo cục cảnh sát giao thông đường bộ bộ công an công bố. Lý do được đưa ra là do bây giờ là 8 giờ 15 phút.